Vâng, xin chào quý cô chú và anh chị. Em là em gái miền Tây. Thì ngày hôm nay là bên em sẽ quay một cái căn biệt thự, căn gốc luôn nha. Căn này nó vừa to mà vừa bự, mà nắm phòng ngủ mình ở tới 20 người luôn cô chú anh chị ơi. Một cái căn nhà ở đây, một trệt ba lầu và tặng full nội thất. Vị trí là nằm trên đường Đinh Đức Thiện, cách chợ Bình Chánh 2 km. Đường trước nhà ở đây là đường rộng 10m và căn gốc này quá đã ở chỗ là có thang máy. Và ngày hôm nay hạ giá 1 tỷ vì chính chủ ngọt và ngân hàng đóng lãi hết nổi nên nhờ bên em để quay bán gấp. Nên quý khách nào mà đang cần tìm mua một cái căn nhà đối diện với bệnh viện nè, đối diện để mình có thể kinh doanh nè, hả? trường học nè. Thì cái vị trí này là gần shop house ở ngoài bên kia rất là đẹp luôn. Thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ bên em gái miền Tây để được dẫn xem nhà thực tế nha. Đây! và vị trí này đó là đầu cổng năm sau hai mình chạy vào là tới cô chú anh chị một căn gốc như vậy mà hạ một tỷ Rồi như là chính chủ bán lỗ 1 tỷ so với thị trường hiện nay và quý cô chú anh chị ơi với mức giá trên 5 tỷ mình cũng có thể thương lượng nha cô chú anh chị đó, và đặc biệt ngày hôm nay thì bên em sẽ quay tổng quan chi tiết về cái nội thất ở bên trong phải nói một căn nhà nhìn thôi là đủ đẹp nhìn mặt diện thôi là đủ thích rồi một căn biệt thự nằm trong khu đô thị mới năm sao thì mua căn này thôi là đủ đủ đã rồi nó bự nhất khu năm sao hai luôn mà nó to nhất luôn mà nó bây giờ nó lỗ một tỷ mà rẻ nhất luôn thì nhà mình sẽ đối diện với một cái công trình bệnh viện đang chuẩn bị đi vào hoạt động là đang xây dựng cổng bệnh viện ở đằng kia của chủ và anh chị nên cái vị trí ở đây rất là tuyệt vời và lời nói đầu tiên thì em vẫn không quên xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý cô chú quý anh chị em đang theo dõi kênh nhà đẹp giá rẻ của em gái miền Tây mến chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Và xem video nhớ follow đăng ký ủng hộ em một và cái like nha cô chú anh chị mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Bên trong để mình quay tổng quan chi tiết căn nhà. Căn nhà xung quanh thì được một cái là có những cây kiển xung quanh rất là đẹp luôn nhà mình thì vẫn có một cái sân để mình đậu xe hơi như thế này tối mình ngủ của chú và anh chị ha rất là an toàn xung quanh ở đây kiển nè hả chú anh chị mình thấy là những cây kiển rất là to thì bên em cũng tặng cho mình luôn nếu mình mua căn nhà này phải nói là quá tuyệt vời với căn nhà hướng đông là hướng chính hướng bên đây là hướng bắc cô chú anh chị đây xung quanh ở đây thì còn những cây kiển này rất là tuyệt vời luôn nè rất là đẹp có cây sứ nè bông rất là đẹp luôn ha và những cái bàn ghế đá ngồi ta nói à, nó mát lạnh luôn ha mà căn nhà này xây dựng rất là kiên cố nhìn thôi là đã thích luôn cô chú anh chị mình thấy nè toàn là sân vườn rộng rãi và thoáng mát nếu mình đã ở thành phố nhà thì sang sát nhau thì diện tích trên nhỏ ngột ngạt mà đông thành viên nữa thì thay vì mình về đây mình mua một cái căn biệt thự sân vườn như thế này vừa rộng mà ở trong một cái khu đô thị mới năm sau nó nổi tiếng có cổng bảo vệ an ninh nữa mà khu vip nữa và mức giá quá rẻ nên cô chú anh chị trong và ngoài nước ai có nhu cầu muốn mua nhà năm sau và đây là thời điểm giá đang hạ tới đáy rồi cô chú anh chị chốt nhanh kẻo lỡ và căn nhà này trước đây không bao giờ mà mức giá rẻ như thế này đâu cô chú anh chị mình ơi đây tặng cho mình những cái bộ nội thất ở bên đây là có một cái bộ bàn ăn, rất là tuyệt vời, một bộ bàn ăn nè. Trên trần thì có những cái đèn chùm rất là dễ thương và có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Nhà mình rất là thông thoáng, à, có nhiều à, cửa lối đi hông nè, hả? chỗ để mình để đồ. Bên đây thì có nhà vệ sinh nha cô chú và anh chị ha. Bên trong thì nhà vệ sinh cũng đầy đủ máy nước lạnh luôn nè, à. À, đầy đủ công năng tiện ích cho mình. Thì với một căn nhà xây dựng thiết kế kiên cố, tặng nội thất đẹp xinh. À, một trệt ba lầu năm phòng ngủ mình ở năm đến 10 người hai chục người em thấy nó cũng rộng quá là thoáng mát luôn với một căn nhà diện tích là ngang sáu mét rưỡi dài tới 18 tám tặng full hội thất cho mình luôn nha rồi còn đây là chỗ để mình trưng bày rượu quý nè hả cô chú anh chị mình thấy rất là sang rất là đẹp và đặc biệt nữa căn nhà có thang máy thì lại hiếm trong khu đô thị năm sao thì chả có hai căn mà có thang máy thôi còn tất cả đều không có thang máy và có thang máy thì được cái mình mua căn này về mình mở siêu thị nè sắp tới đây là một vòng mà người ta ra làm cái bệnh viện ở bên ngoài đó thì chúng ta sẽ mở siêu thị và kinh doanh căn này là điều tuyệt vời nhìn kết cấu rất là sang chảnh và đây là cái thang máy của chúng ta nè ha trước thang máy thì có một cái đèn chùm một chút em đi bộ lên cho quý vị mình xem luôn nha còn ở đây là phần mặt diện phía trước căn nhà của chúng ta nè hả khoảng không gian phòng khách nè rồi nhà mình thì cửa trước ở đây mình để đậu xe ô tô rất là rộng rãi luôn cho mình nè hả cô chú anh chị xem thích ghê không rồi và bây giờ thì em mời cả nhà chúng ta cùng theo em lên lầu nha Căn nhà này phải nói là quá là đẹp luôn Kiên cố, chắc chắn và rất là tâm huyết Và nói chung là nhìn thôi là đã thích rồi Bây giờ mình sẽ lên phòng hát cô chú và anh chị mình nha Đây Và căn nhà chúng ta thì bây giờ mình sẽ đi bộ lên ba lầu chắc thở lắm luôn Có thang máy á Mà em không có đi thang máy Em đi bộ cầu thang để review cho cô chú anh chị Mình nhìn cái cầu thang bao bọc bởi cái thang máy nè Đây và trên đây là lầu 1 của chúng ta ha lầu 1 thì được cái là cũng có hai phòng nhà vệ sinh nằm ở bên trong ở bên ngoài thì có một cái bàn nhà bên đây có một phòng ngủ phòng ngủ chúng ta thì đều có nhà vệ sinh nằm ở bên trong luôn nè trên trần thì có đèn led nói chung là đẹp bên trong thì nhà vệ sinh ở bên đây ha có tủ quần áo của chú anh chị ha thì em quay sơ cho mình luôn thì căn nhà này là gia chủ đang ở và bên em cũng quay chi tiết để cho cô chú anh chị mình dễ hình dung Đây là thang máy trên lầu 1 của chúng ta Phía trước là ban công nhà của chúng ta nè Mình nhìn ra xa là mình thấy đối diện sẽ là bệnh viện đang trong quá trình là người ta xây dựng Còn bên đây thì nhà rất là nhiều đó Và phía bên đây thì có một căn phòng Căn phòng lại có thêm một cái tủ quần áo nè Rất là đẹp luôn và nói chung ở đây là bên gia chủ sẽ tặng lại cho mình hết đó, cô chú anh chị mình xem. Nếu thấy thích căn góc này, hãy liên hệ gấp đến kênh nhà đẹp giá rẻ con gái miền Tây để được gửi sổ và tư vấn chính xác vị trí nhà. Báo giá chính xác cho mình luôn là 8 tỷ. Cô chú anh chị ha. Và mức giá này là còn thương lượng giá của cô chú anh chị mình ha. Hơn 8 tỷ xíu ha, tức nghe 8 tỷ rưỡi dạ. Đó và còn thương lượng luôn nên cô chú anh chị em nào thích thì alo cho em nha. Đây là lầu 2 của chúng ta. Thì kết cấu bên trong cũng như vậy. Đó, có phòng ngủ bên trong có nhà vệ sinh ha. Đó, đầy đủ rất là sang trọng với một cái căn biệt thự. Đầy đủ tiện ích cho mình và có nhiều cửa màn đó. Và đặc biệt nữa là đây. Bên đây thì có một cái ghế nè, rất là tuyệt vời. Những tấm rèm che rất là mát mẻ cô chú anh chị mình nha. Những căn phòng, rất là nhiều phòng, mỗi phòng là một nhà vệ sinh phù hợp cho gia đình ở 20 người nói chung là rộng rãi để cho gia đình chúng ta sinh hoạt ha và bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu ba đó ở đi bộ cũng đuối lắm á cô chú anh chị ơi bởi vậy ta nói người già sao mà đi ba lầu được phải có thang máy nhưng mà có thang máy thì giá mắc nha giá nó mắc chứ trước đây căn này là 9 tỷ rưỡi đó nó nhỏ thôi bây giờ hạ xuống rồi trên đây thì chúng ta có thể làm phòng thờ ha phòng thờ rồi phía sân thượng ở phía trên để mình thờ Phật nè đó cô chú anh chị thấy cái view rất là đẹp luôn nè đó nhìn cả một cái không gian của khu đô thị năm sao bên kia là shop house khu vực ở đây thì dân rất là đông luôn nè đó cả cái bệnh viện chuẩn bị mở nói chung là nhà đẹp năm sao thì nghe nói đến thì ai cũng mê cả em cũng mê nữa huống chi là quý khách đúng không nè. Nhưng mà mình có tài chính, mình yêu thích, mình có quyền lựa chọn những căn nhà to để chúng ta có thể hưởng thụ như thế này. Cảm ơn quý cô chú anh chị quý khách hàng đã theo dõi. Chúc quý cô chú anh chị sớm tìm được một căn nhà ưng ý, phù hợp giá rẻ trên kênh nhà đẹp của em gái miền Tây. Em gái miền Tây chủ yếu là bán nhà thực tế, chia sẻ nhà cũng chân thật giúp cho cô chú anh chị em mà ở xa không biết vị trí thì bên em sẽ hướng dẫn đường đi để đón quý cô chú anh chị mình xem ngay ở đây là đinh đức thiện cây xăng phước lý alo là em dẫn vào và vì lượng khách bên em rất nhiều nên quý cô chú anh chị em nào đi xem nhớ gọi điện em trước nha để em sắp tiếp lịch đón quý cô chú anh chị em ạ à. một lần nữa cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã giờ lắng nghe hết video với căn nhà giá tổng 8 tỷ rưỡi còn thương lượng mạnh luôn nha giảm 1 tỷ rồi mà còn thương lượng mạnh luôn Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã đồng hành và ủng hộ cho em gái miền Tây Chúc quý cô chú anh chị một lần nữa Thật nhiều may mắn, thật nhiều vui vẻ Và chúng ta ai cũng có quyền mua được một căn nhà đẹp biệt thự to như thế này nha